Mật mã Lyoko. Tiếng cười. Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy cười nhiều như thế. Cậu nên nói là chưa bao giờ thấy cô ấy cười mới đúng. Khí ga mà cô vừa hít có tên là nitrogen peroxide hay N2O. Cho những em quan tâm tới hóa học thì nó được biết đến như khí ga gây cười, để cho bệnh nhân thư giãn trước khi phẫu thuật. Ý hay đó, không có gì hay hơn việc cười rộ lên sau một trận đau ruột thừa. Nhưng hãy thận trọng nhé, với liều lượng đủ nhiều, khí này có thể gây độc, gây nguy hiểm tới nhận thức và thậm chí có thể gây chết người. Các em có thể chết vì cười đấy. Chỉ có một thứ có thể vô hiệu hóa khí ga này, nước, chỉ cần nhỏ một giọt để nó bay đi, thế là đủ rồi. Nào, lấy giấy ra làm bài kiểm tra đột xuất. Cậu ấy đã buồn bã như thế 2 ngày rồi, tớ không biết phải làm sao cho cậu ấy vui lên. Tớ có thủ sẵn vài trò đùa đây để tớ thử nhé. Không phải tớ không tin khiếu hài hước của cậu ớt, nhưng mà tớ thà đến để nói chuyện với cô ấy thì hơn. Cậu có nghĩ là Ulrich sẽ xoay sở được không? Cậu có nghĩ Julia Roberts sẽ mời tớ đi ăn tối không? Không, cậu đúng đấy, cậu ấy trông buồn quá. Để tớ yên, làm ơn đi Ulrich. Tớ không muốn nói chuyện. Nhưng tớ muốn nói chuyện với cậu mà. Nếu cậu thích nói chuyện như thế thì tự đi mà nói chuyện với chính mình ấy. If you like talking so much, talk to yourself, okay? Don't worry, đừng lo ấy. Không phải cô gái nào cũng giống như Yumi đâu. Ừ, thật nhảm nhí. Này, chờ đã Ulrich. Sáng mai cậu có tới xem buổi diễn tập không? Có, nhưng không phải vì cậu, mà là vì Oz. Nếu Oz chơi âm nhạc trong vở kịch, tất cả là nhờ có tớ. Và nếu cậu chịu nhìn nhận thì cậu sẽ thấy vai Romeo rất hợp với cậu đấy. Tớ sợ cậu sẽ đóng vai Juliet. Cậu không nghĩ đó là một ý hay à? Đó là lý do tớ không đóng vai Romeo. Anh sao? Em cũng đang tự nhắc mình rằng chúng ta không thể cứ tức giận nhau mãi. Cháu chào cô, cháu tới gặp Yumi. Bố cậu sao rồi? Ông ấy đâu rồi? Vẫn ở với một đồng nghiệp. Rốt cuộc bố mẹ cậu cãi nhau vì chuyện gì vậy? Mẹ có nói cho tớ nhưng tớ chẳng hiểu gì cả. Tớ nghĩ chắc là mẹ cũng chẳng hiểu gì luôn. Ừ, cãi nhau lúc nào cũng không hay. Thật tốt khi cậu đến đây, Ulrich. Cậu rất biết cách động viên người khác đấy. Thật là khi họ cãi nhau, cậu có thấy Yumi và Ulrich thường rất hòa thuận không? Tớ biết, nhiều trường hợp hợp nhau cũng hay cãi nhau mà. Thật à? Tại sao tớ và cậu lại chưa từng cãi nhau? Thì chúng ta... tớ không biết. Gần đây Sana có động tĩnh gì không? Điều tớ lo lắng nhất là về nguy hiểm các cậu có thể gặp phải. Sana thực sự muốn loại bỏ các cậu đấy. Đừng lo, Oz là người duy nhất có thể gặp nguy tối nay. Cậu ấy đang học thuộc kịch bản với Sissy, đó mới là điều nguy hiểm. Ta không biết liệu nàng có xuất hiện tối nay không. À, để xem. Ta biết nàng yêu ta. Ôi, nghe xến xúa kinh quá. Không phải lỗi của tớ, là do kịch bản đấy. Kịch bản thì làm sao chứ? Tớ không thể đọc được. Nó không thể có vấn đề gì với kịch bản được. Cậu đã biết là tớ dành bao lâu để viết nó không? Khoảng 30 giây chứ gì? Nói lại thử xem. Thôi, cậu đọc đi đọc lại lời thoại hớ. Nhiều cảm xúc vào, Nicholas. Cậu ra khỏi sân khấu đi, còn cậu thì Oz, cậu chơi nhạc quá nhanh. Nếu chậm hơn nữa chắc là tớ ngủ gật đấy. Thôi mấy kiểu đứa nhạt nhẽo đó đi. Được rồi, hãy bắt đầu lại từ đầu và cố gắng tập trung. I
Ta không biết liệu nàng có xuất hiện tối nay không, nhưng ta biết nàng yêu ta. Ôi, có lính canh, lính canh. Có chuyện gì thế? Là chuyện gì vậy ớ? Trời ơi, không tệ đến thế chứ. Chúng ta sẽ xem cậu ta còn cười được nữa không. Hiểu rồi, Sissy. Và ngày mai cậu khỏi đến luôn nhé. Bọn tớ diễn biên kịch chứ không phải là hài kịch đâu. Này, chờ đã. Yumi à? Chào chú, cháu tới gặp bố cháu. Đợi chú nhé, chú sẽ đi nói với ông ấy. Nhân tiện, cháu có biết vì sao bố mẹ cháu lại không nói chuyện với nhau không? Chú cũng sợ là thế. Yumi, thật vui khi gặp con. Vào đây. Bố, con muốn bố về nhà. Nghe này Yumi, đây là chuyện giữa bố và mẹ. Bố mẹ sẽ tự giải quyết. Nhưng bằng cách nào? Bố mẹ thậm chí còn không nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là mình có ý này. Thật quái dị. Tớ thật sự không muốn cười chút nào, nhưng không thể dừng lại được. Chỉ khi Sissy đổ nước vào tớ, ngay lập tức tớ dừng cười. N2O, khí ga gây cười. Cô Hurt nói duy nhất để trung hòa thứ này đó chính là nước. Cậu có nghĩ là Santa đã làm gì với nó không? Không thể nói trước được. Alita, tiếp tục tìm nhé. Được, nhưng giờ không có xung chấn nào. Chúng ta tới xem liệu lọ khí gây cười của cô Hurt có còn trong phòng khoa học không. Kiwi, mày ở yên đây. Nếu cậu tới xin lỗi thì quên đi nhé. Ồ, là cậu à? Ừ, có chuyện gì vậy? Ừ, tớ đang nghĩ, Sissy, có vai gì trong vở kịch cho Yumi tham gia không? Và tại sao tớ phải cho Yumi một vai? Thôi bỏ đi, coi như tớ chưa nói gì nhá. Ồ không, Ulrich đợi đã. Có thể có giải pháp đấy. Tớ chẳng bao giờ gây lộn với Alita. Như thế có bình thường không? Ừ, không, tớ cũng không biết nữa. Cậu có nghĩ là chúng tớ sẽ cãi nhau nếu cô ấy sống ở đây với chúng ta? Tớ đang nghĩ là chúng ta sẽ bị bắt quả tang đấy. Im lặng đi nào. Nó trống không? Chuyện này ngày càng đáng nghi đây. Được rồi, nghe này. Ngày mai cậu hãy tới nhà máy và kiểm tra nhé. Alita, này Alita, có nghe thấy tớ không? May quá, vừa đúng tòa tháp này. Tớ sẽ chuyển hóa cậu tới khu vực ngọn núi. Tớ thấy có mấy con quái vật ở đó. Chuyển hóa ót. Quét ót. Vào thế giới ảo. Có vấn đề chuyển hóa. Tôi thấy yếu lắm, Jeremy. Hình như lúc chuyển hóa có vấn đề gì đó. Jeremy, cậu nghe thấy tớ không?
Jeremy, cậu có nghe thấy tớ không? Jeremy! Rồi đấy, tớ đã đặt lại lời thoại của cậu ở khắp nơi. Cậu sẽ thấy mình là một Romeo thật hoàn hảo. Tớ làm việc này là vì cậu, cậu biết chứ. Cậu ấy nói đúng đấy, cậu sẽ là một Romeo hoàn hảo. Bây giờ Yumi, tớ sẽ cho cậu xem trang phục của mình. Tớ không tin được là cậu đã cướp vai diễn của tớ. Không phải cố ý đâu, Herb, tin tớ đi. Không hiểu vì sao tớ lại không đập nát cậu nhỉ. Chắc do sợ. Làm ơn hãy nói là tớ trông không quá ngu ngốc trong bộ đồ này đi. Đừng ngớ ngẩn thế trông cậu tuyệt lắm. Tớ chỉ hy vọng là chúng ta không uổng công làm chuyện này. Cậu đã nói chuyện với bố mẹ chưa? Rồi, họ sẽ tới. Cả hai ư, sao cậu làm được vậy? Tớ nói với người này là người kia sẽ không tới. Họ luôn tự cho mình là người lớn có trách nhiệm. Giờ không phải là lúc bỏ rơi bạn bè đâu, Jeremy. Ban đón tiếp trông rất hùng hậu mà tớ thì không được khỏe cho lắm, Jeremy. Dữ liệu ảo hóa bị hỏng. Dữ liệu ảo hóa bị hỏng. Ôi, mọi thứ trông không ổn lắm. Xin chào. Mẹ tớ đấy. Xin chào, tôi chắc là chồng cô cũng sẽ đến phải không? Ồ, tôi xin lỗi, chồng tôi không thể tới. Anh ấy không khỏe. À, chào anh Ishiyama. Rất vui khi thấy anh đã khỏe lại. Khỏe lại à? Vợ anh vừa đến đây thôi. Vợ tôi đang ở đây ư? Thật không đơn giản. Mình quá yếu, không thể chiến đấu được. Mình phải lừa chúng. Tới nào, mũi tên laser. Tên laser. Alita, cậu có trong đó không? Ớt. Nhanh lên, Sana sẽ cử thêm nhiều quái vật hơn nữa. Chúng ta không nên ở đây lâu. Ta không biết liệu nàng có tới không tối nay ở ban công. Không biết là... Viết cái gì thế? Đọc không được. Liệu nàng có... Chữ gì đây nhỉ? À, được rồi. Liệu nàng ấy có yêu ta không? Ta nghĩ là nàng ấy có đấy. Lính bước vào đi. Ô, lính đâu? Lính. Nhìn kìa, đó là Yumi. Họ vẫn khó chịu nhỉ. Ôi không, lời thoại tiếp theo là gì? Thank you.
cút đi. Chắc chắn là có vấn đề trong quá trình ảo ảnh hóa, tôi thấy mình càng ngày càng yếu đi. Ốp, cậu vẫn ổn chứ? Không có gì, đừng lo. Cậu phải cố lên Ốp. Cậu có thấy các xung nhịp không? Tòa tháp mà Xana đã kích hoạt chắc ở quanh đây thôi. Hy vọng thế. Ốp. Cái gì kia? Ôi không, nó là thứ chúng ta cần. Một cái mê cung. À, cuối cùng nàng cũng tới. Nàng thật xinh đẹp. À, đẹp. Tớ chắc chắn chúng ta đã qua đây rồi. Chúng ta lạc rồi. Không có Jeremy giúp, tất cả đều toi. Được rồi Jeremy, mày muốn chết thế nào? Chết đuối hay chết cười? Mình phải làm gì đó, không thể trụ hơn được nữa. Nàng là người mang ánh sáng cho đời ta, thắp sáng màn đêm đen tối. Thật kinh khủng, cậu ta phá hủy kịch bản của mình. Cậu thậm chí còn tốt hơn hắn đấy. Ôi Romeo, tình yêu của em. Ôi Romeo yêu dấu, tình yêu của em. Mình nói gì sai à? Có gì buồn cười chứ? Sao mọi người lại cười mình? Có gì đó không bình thường. Chúng sẽ cười đến tắc thở mất. Chúng ta phải làm gì đó. Cháu biết phải làm gì rồi. Có chuyện gì vậy? Như kiểu có người điều khiển mình ấy. Cậu bé nói gì thế? Thứ này sợ nước, đưa nó cho tớ. Cậu phải nói làm ơn. Sissy, đưa nó cho tớ, mau lên. Mau lên. Yumi, cậu không sao chứ? Bố ơi, con sợ quá. Ulrich! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng làm sao vậy? Chúng ta sắp tới rồi Alita, tớ vừa thấy một hình ảnh, cậu phải rẽ trái ở đây. Và đừng chờ tớ, tớ quá yếu rồi, không đi nổi nữa. Được rồi Odd, tớ sẽ tới đó. Đừng lo. Tớ không lo đâu. Lấy nước và gọi cấp cứu đi, nhanh lên.
quay về quá khứ. Cậu đùa, tớ sẽ không bao giờ diễn cái vai nhả nhí đó nữa đâu. Ít nhất thì chúng ta cũng biết cách giúp bố mẹ cậu hòa giải. Còn lâu mới mặc lại cái bộ đồ ngu ngốc đó. Đúng đó, tớ có ý này hay hơn. Không may, Ulrich, tớ xin lỗi vì phải nói rằng cậu phải hy sinh thêm một lần nữa. Thế là bọn tớ lại được xem cậu diễn Romeo rồi. Phải thừa nhận là đôi lúc cười nhiều cũng có ích lắm, phải không? Ta không biết tối nay liệu nàng có xuất hiện ở ban công không, nhưng ta chắc chắn nàng yêu ta. Và ta biết mình cũng yêu nàng rất nhiều. Ôi không, có lính canh. Yumi đâu rồi? Không phải con bé cũng diễn sao? Sao mọi người lại cười? Chẳng hiểu gì cả. Đây là bi kịch chứ không phải là hài kịch.